Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Pi Channel và mình là Đăng ở đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn về một hãng điện thoại. Hay nói đúng hơn là hãng điện thoại này đã giúp chúng ta có một cái nhìn khác về điện thoại tầm trung. Vậy thì hãng đó là như thế nào và sự thay đổi trên điện thoại tầm trung của họ là như thế nào? Hãy cùng Đăng Anh theo dõi đến cuối video clip này nhé. Bạn có thể đặt trước chiếc điện thoại Oppo F11 cũng như là F11 Pro tại Bạch Long Mobile tháng 4 này chỉ với mức giá từ 7.290.000 đồng mà thôi. Một thời gian trước đây, cách đây khoảng 1 năm, khi mà nhắc đến điện thoại tầm trung á, thì người ta sẽ luôn nghĩ đến những con điện thoại nổi trội về một tính năng nào đó, ví dụ như là thiết kế hoặc cấu hình hoặc là về pin chẳng hạn. Nó chỉ ở cái mức là điểm mạnh ở một phía, sau đó nó sẽ tiệm cận với những cái tính năng nổi trội của những dòng flagship chứ chưa được là flagship. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại này sẽ mang đến một mức giá rất là dễ thở cho người tiêu dùng. Nhưng mà vài tháng trở lại đây thì có vẻ như là cái định nghĩa về điện thoại tầm trung đang dần thay đổi, khi mà các hãng đang cố gắng tạo nhiều tính năng hơn, tốt hơn cho một chiếc điện thoại. Tuy nhiên thì vẫn giữ một mức giá rất là phải chăng. Chúng ta có những chiếc điện thoại như là Pocophone F1 này, hay là những chiếc điện thoại đến từ thương hiệu smartphone Trung Quốc với những tính năng hiện đại, ví dụ như là cảm biến vân tay dưới màn hình, rồi công nghệ AI vân vân, rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở mức giá rất là phải chăng. Nói không đâu xa thì chúng ta có hãng Oppo với những chiếc điện thoại đang được nâng cấp qua từng thế hệ, ví dụ như là F7, Oppo F9, và gần đây nhất các bạn cũng biết đó chính là Oppo F11 và F11 Pro. Về F9 thì chúng ta đã có một cái sự thay đổi tốt hơn về dung lượng pin cũng như là cách sạc pin với công nghệ sạc VOOC, và tuy nhiên thì với đến thế hệ F11 thì Oppo thực sự đã cho chúng ta một cách nhìn khác hơn, một cách thay đổi ngoạn mục hơn về định nghĩa smartphone tầm trung. Có thể nói là cái công nghệ sạc nhanh VOOC mà Oppo mang lại cho người tiêu dùng đã tạo nên cơn sốt nửa năm qua. Với Oppo F9 thì chúng ta đã được gây ấn tượng bởi công nghệ sạc nhanh VOOC, nhưng mà cho đến thế hệ F11 cũng như là F11 Pro với công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 thì đã mang lại một cuộc cách mạng hoàn toàn mới. Ví dụ như là chúng ta có thể sạc nhanh viên pin 4000mAh chỉ trong vòng 80 phút mà thôi. Và không chỉ dừng lại đó đâu nha, Oppo lần này còn mang đến cho chúng ta rất là nhiều sự cải tiến, cụ thể hơn là về phần mềm. Trong cái sự ra mắt lần này của bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro thì Oppo đã nhấn mạnh rất là nhiều về khía cạnh phần mềm của máy. Chúng ta được nâng cấp hơn về hệ điều hành ColorOS và chúng ta được nâng cấp nhiều hơn qua những cái tính năng mới, ví dụ như là Hyper Boost. Và với những cái tính năng này thì Oppo thể hiện một cái thông điệp là họ đang chú trọng hơn vào trải nghiệm của người sử dụng bằng cách là nâng cấp hơn phần mềm của mình. Ok, và với bộ đôi Oppo F11 cũng như là F11 Pro lần này, chúng ta hãy cùng nhau đi điểm lại những thứ nâng cấp sáng giá nhất mà Oppo đã mang đến. Đầu tiên là chúng ta với phần màn hình, chúng ta có sự nâng cấp về màn hình panoramic nè. Tiếp theo chúng ta có một cái thiết kế chuyển màu gradient rất là bắt trend. Và tiếp theo thì chúng ta có công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Và cuối cùng là chúng ta có một cái công nghệ camera trồi thụt lên rất là hiện đại và ấn tượng. Và đây hầu như là những cái tính năng rất độc đáo và cũng rất là hữu dụng mà Oppo mang đến cho thế hệ Oppo F11 cũng như là F11 Pro lần này của mình với mức giá cực kỳ phải chăng và chưa đến 10 triệu cho một sản phẩm hoàn toàn mới với những công nghệ cực kỳ hiện đại. Ngày 27 tháng 3 vừa qua cũng chính là ngày mà bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên thì cái lần ra mắt lần này, sự chú ý cũng như là thu hút của bộ đôi này không phải là về diện mạo hay là những nâng cấp gì đáng kể, mà đó chính là nằm ở mức giá của nó. Với Oppo F11 chúng ta có mức giá là 7.290.000 đồng và Oppo F11 Pro sẽ là 8.490.000 đồng, và các bạn có thể hoàn toàn đặt trước hai chiếc điện thoại này tại Bạch Long Mobile. Và hiện tại thì chúng ta đã đi vào thời đại 4.0 rồi, cho nên là người tiêu dùng của chúng ta chọn điện thoại, những thiết bị công nghệ cũng khắt khe, khó tính và kỹ càng hơn. Và Oppo tại thị trường Việt Nam cũng là một bước đi thành công của hãng công nghệ Trung Quốc này. Mới đây thì Oppo đã công bố là một chính sách của mình, đó chính là có thể sửa chữa điện thoại của Oppo chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Và với cái chính sách này thì Đăng Anh đã tham khảo trên mạng internet và có rất là nhiều thông tin hữu ích mà các bạn cũng cần biết nếu như bạn và người thân bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại của Oppo. Thì cụ thể là những dòng máy của Oppo trong hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng trên cả nước, quá trình này sẽ bao gồm tiếp nhận thông tin này, xác nhận lỗi, thông báo tình trạng của máy, sửa chữa và trả máy cho khách hàng chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Và với dịch vụ bảo hành 1 giờ thì Oppo cam kết mức độ hoàn thành đúng thời gian lên đến 90% sau khi nhân viên xác định được lỗi cụ thể. Và đây cũng sẽ là một điểm nhấn sáng giá cho Oppo lần này, bởi vì trước giờ khi mà mua một chiếc điện thoại thì người ta rất là sợ đến cái việc bảo hành,
đổi trả, hoặc là đi ra những nơi không có uy tín và sửa những cái chiếc điện thoại của mình, rất là mất thời gian và mất nhiều tiền bạc. Vậy thì với Oppo bảo hành dịch vụ chỉ trong 1 giờ đồng hồ thì mình nghĩ là đã tăng thêm cái sự tin tưởng cũng như là tin cậy của người tiêu dùng khi mà sử dụng điện thoại Oppo. Và cuối cùng là chúng ta hãy nhìn xem là bước đi của Oppo cho đến thời điểm hiện tại có phải là một bước đi thành công và có thể cạnh tranh được với các đối thủ lớn hay không. Và trong thời gian gần đây, nếu như mà các bạn để ý thì có thể thấy là Oppo hay cũng như là Xiaomi đang cho ra rất là nhiều những sản phẩm điện thoại, và hầu như là những chiếc điện thoại này đang tập trung rất nhiều vào phân khúc tầm trung và đặc biệt là người tiêu dùng giới trẻ. Vậy thì có thể nói đây là lời tuyên ngôn dõng dạc của Oppo hay là Xiaomi đang muốn cạnh tranh trực tiếp với những hãng cũng như là những thị trường phân khúc giá rẻ. Và đặc biệt hơn, điển hình là với chiếc điện thoại Oppo F11 Pro thì có thể thấy đây là chiếc điện thoại có một cái thiết kế vượt trội hơn với những đối thủ của mình trong phân khúc tầm trung, và có thể khẳng định hơn một lần nữa là Oppo F11 cũng như là F11 Pro có thể đánh bại lại các đối thủ trong cùng phân khúc. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi bàn luận về những chiếc điện thoại đến từ Oppo, và đặc biệt hơn là với thế hệ Oppo F11 cũng như là F11 Pro. Vậy thì bạn nghĩ sao về phân khúc tầm trung, Oppo F11 cũng như là F11 Pro liệu có xứng đáng trở thành bá chủ trong phân khúc hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Bee Channel, cũng như là đừng quên tháng 4 này tại Bala Mobile đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, và đặc biệt là chương trình đặt trước chiếc điện thoại Oppo F11 và F11 Pro nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!